lo nó giúp nó không với ai chứ. Chủ đề xử lý cho em giúp luôn ai chứ, cứ bắt lên để em với ai. À. Ủa nó với em hả? Em à, và nó là con không? Lấy con tổng. Không. Tức là chị anh em là sao? Anh em là con bà vâng là em. Từ với em, với em đó. Chơi cái hồ tìm cá gì thì đẹp nhưng mà đụng nó thiệt. Cực lắm Tèo ơi. Cực lắm Tèo ơi. Con cậu đúng không? Không. Anh em á. Anh em nhưng mà tại vì là em với con Vinh đó là má nó là em, ông già em á. Rồi con cậu đó không? Con cậu. Mấy đứa nhỏ kêu vừa. Rồi bên kia là cô. Còn bên này là kêu ông già cậu. Rồi trong mình em á, con cô cậu. Con Vinh. Nhưng mắt mình thì kêu là năm nay chút cái gì mình chơi cá nhiều dữ vậy ta? Thích thì chơi, mấy bữa dịch á, nghỉ đâu, không có làm gì chơi. Đúng thầy, đúng thầy. Em bút mẹ. Anh này không quỷ vô trung quạt nè. À, con chú gần chào, chú nhà bác tới. Mày có coi phong thủy tiếp tướng ấy. Đừng có nghe nha. Ai nghe nha. Quê. Lắm lại vậy quê. Con biết con nó chọc mình ơi, không chọc ai. Hình như thấy cái mặt hiền chứ, con chọc. Thầy em thầy đẹp da, con thầy ngủ da. Thầy như thầy. Sĩ Trần Viên Nam giá là sao chị? Anh đâu đâu hỏi. Thì hỏi thử coi chị. Thoại đẹp ở nhà rồi, anh sẵn hết tin rồi. Thế thì hỏi chị coi em đang mấy trai. Ủa điện thoại em dịch nhà, chị lấy qua ta. 7 giờ, tới 7 giờ chưa? Rồi. Em về mấy điện thoại đó. Qua cái thiết kế TV đi, coi cho anh được không? Không. Dạ. Nhẹ anh à.